thèm sò thái nè bé. Cây này cũng được khoảng bao nhiêu trái, mình để bao nhiêu trái cho? Thì để mẹ nó còn còn nhiêu còn à? Nguyên cây này cũng được mười mấy hai chục trái rồi, cũng ngon rồi. Mình nó đậu cho mình lừ cho mà mấy nữa tồn tại được bao nhiêu thôi mà thấy nhiều quá nè. Cái cây nó mạnh lắm ạ. Em sò thái. Mấy cây kia có đậu không? Có chứ. Mình được tất cả mấy cây? Ồ, 9 cây rồi hả? Cây này cũng có bông rồi, biết bao nhiêu trái nhiều thôi, thấy bông nhiều quá nè. Cái này cũng có bông quá chừng rồi. Giống như xoài xoài Taiwan đó hả? No, xoài keo savoy của keo savoy. Xoài mãng cầu, ổi, sabuche. Ồ, anh hỏi anh hỏi có hỏi cái mãng cầu rồi, cho cần mãng cầu qua lấy nha, có nhiều rồi nha. Bà anh gọi cho con ngày hôm qua kia chưa? Anh hỏi cha con mãng cầu không, anh tính qua mua mấy cây về anh trồng. Anh hỏi ở trong khu mình hồi xưa. Anh bán nhà anh qua bên kia anh mua cái cây căn nha, kia cũng một ấy cờ mấy á. Bên lút á. Kiểu hả? À? Kiểu ở đây để trả lại anh quay kiểu cho coi. Nè bạn nào mà có xem mình bỏ hởm mình quay kêu lặt lá mãng cầu nè nha. Lặt nhánh, cắt nhánh lặt lá, giờ lá nó ra lại nè. Thấy chưa? Nó ra lá nhiều rồi chưa? Cây này là cây mãng cầu bứng từ bên nhà cũ bên kia qua đây nha cả nhà. Đó. Bứng được như 1, 2, 3, 4 cây bự. Cây này là cái cốc huyền thoại nè. Ăn không biết bao nhiêu trái, hái về New York cũng hàng hà xa số. Đó. Bên kia là dàn bầu. Thấy có trái nào chưa chú Vũ? Cái này ra đây nó trống mình dễ thấy à, bà hổm ngang qua chồng bên kia thấy nó tùm quá nhìn không thấy gì vậy. Mấy cây nhỏ nè. Dạ đừng gờ vô mày, gờ vô là ngày sau té héo queo. Rồi trái này chắc đi rồi nè. Mới đi không nữa. Rồi đi rồi. Ủa, ở đây nè, bên đây nhiều nè. Trái đó nó teo rồi kìa. Bên này đậu cũng nhiều ạ. Đóng không đó. Đậy chứ. Cái này cha không phải canh không lật cái đọt của mày, không lật đọt nó không đậu mày. Ừ. Lặt đột nó ra nhiều nhánh nó còn nhiều trái hơn. Bên này bí này là bí của Nhật. Ê, bí này bí con trái nhỏ này Vũ. Luộc về ở đầu cái cắt làm hai làm ba ra xào tỏi. Nó ngon tàn nhẫn vô dân đạo luôn. Này nè, mấy trái ổi nè. Hái ăn mấy trái rồi, còn đây có mấy trái lùm đùm ở chứ có hai trái rồi. Nằm dưới đất luôn. Mấy cái ổi này là ổi chiết không. Bởi vì nó ra mau trái đó. Nó mau ra trái nhiều. Nhà cửa xong rồi phải chạy thêm mấy cái ống nước nữa cho cái sprinkler Vũ. Chạy qua tới bên kia luôn. Bỏ không chạy ra, đào tới đây mệt quá, không đào nữa. Ngày giờ mình đào tiếp, mình đưa qua bên kia luôn, mình khỏi chạy dây. Ok, đây con mãng cầu nhiều luôn nha, bằng nhà mà anh hỏi ơi. Còn dàn này là dàn mặn nè, mặn đỏ với mặn xanh. Cái này thì nó hơi nhỏ, để chắc năm tới đi. Còn mấy cây kia nó bự đó chứ, với dàn bên kia. Ổi này mà không cũng có nhiều luôn, có mấy anh chị lời. Có mấy bạn xem YouTube ở đâu qua đây thích quá ở đâu, xin bố già chia lại hết trơn rồi. Cái này mới tăng cường sau này. Hả? Bí nhiều quá kìa. Bí rồi mú trồ luôn, mú trồ. Hẻ đây á cha. Kiểu hả?
Ừ. Bí. Bí này là bí bí Nhật nha mày cả nhà, chứ không phải là bí thường nha. Ai ăn bông thì có bông đầy nè, bông hái rổ rổ luôn, ăn hoài thấy ngán mẹ. Yeah. Ok. Nhà có kiểu giống nha, ai tới ai mua kiểu thì ghé qua nha. Cái này nhiêu phao cha? Cha. Chơi, cái này nhiêu phao? Ai trồng kiểu giống 10 đồng phao nha, phao trồng mua chừng 2 phao về nhà là trồng học máu luôn á. Cũ. To bây giờ luôn. Mua kiểu thì nhiều chứ kiểu giống là như hiếm á, ai muốn trồng kiểu giống thì chạy qua đây. Đó, sơ sơ vậy thôi. Giờ từng nữa là có hàng quay tiếp. Ok, ai mua 10 phao tặng phao. Ừ. Phao 10 đồng. Ủa, bự lắm. Kiểu giống nha, ai mà muốn ăn cũng được, ai ăn thì ăn, muốn ai về trồng thì mua về trồng thôi. Rau má nè. Rau má ăn chút sách về để bển cho Linh bọc. Rau má gì mà nó sách về bển cho. Nghe cái mấy rau má mà đâu có ai cái này, cái này đâu có ai trồng đâu, cái này chứ luyện phân bên nhà bên kia đem qua mà nó mọc lên giống như là cỏ vậy. Đó. Bà nội cứ hát bà nội cắt rau má mà cắt giống như cắt lúa vậy. Nhổ rột 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 cái đầu cái lấy cái kéo cắt cái rẹt mấy dưới đất. Về nhà tự lựa ra. Rau má mà nó mọc giống như cỏ vậy má ơi, thiệt tình. Còn dưới này là tàn ô hả mẹ? Rau dền nè. Rau dền này cũng không ai trồng luôn nha. Bố già ông nhổ con cây cái ông lên qua là ông vỗ bạch 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 cái nó rung xuống giờ nó lên lá vậy nè. Lên giống như đám rừng vậy. Đó. Ok. Quay sơ sơ vậy thôi. Ai muốn xem nữa thì cho mình biết để mình quay tiếp chứ quay nhiều bà con nhiều quá qua nói quay nhàm chán quá. Còn cây này như là cây giống ổi nè, ổi trồng lên. Còn nhỏ. Ai muốn trồng sữa đũa cũng có sữa đũa luôn. Đó. Hiện qua bên kia vậy đây đó phân nọ anh sao ông nội vớt cho mấy trăm bao và liền đi nè. Ông nội mua phân giống như dự trữ để mua. Mua cái bà con hết hồn luôn. Ok. Hai đồng bao hả? Ok, bye cả nhà, hẹn gặp lại nha. Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.